Chào quý các bạn, thì ở các clip trước chúng tôi đã giới thiệu các bạn rất nhiều loại súng quân sơn và thiết bị công nghiệp. Thì hôm nay qua clip này tôi xin giới thiệu các bạn về cái dòng súng xịt bụi DG10 Taiwan. Đây là cái dòng súng xịt bụi giá rất là rẻ và xài rất là cũng ok. Đó. Thì ở đây chúng ta có cái DG10-03. Đó. Thì đây là cái dòng chuyên xịt bụi. Thì chúng ta có thể là mở cái súng này, chúng ta xem đây. Gọi là súng xịt bụi hoặc là dụng cụ xịt bụi nhé. Thì đây. Thì cái dòng súng này á, là có cái cần dài ha. Cần dài của nó khoảng 10 cm. Đó. Thì chuyên dùng xịt bụi. Đây nó sẽ có một cái đồ để chúng ta có thể là treo lên một cây đinh hoặc là treo lên một cái gá đỡ nào đó để chúng ta xịt bụi. Thì ở đây nó đã gắn sẵn cho chúng ta một cái đầu gọi là đầu đực. Ta chỉ có cần có cái đầu cái là chúng ta có thể gắn vào đây để, là có thể là tháo ra tháo vào rất là tiện lợi. Thì trên đây á, thì công ty Vigo của chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng súng xịt bụi DG10 Taiwan. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất á, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách thành công.